Xin chào quý các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là phần mic mic nghe gọi trên điện thoại Lenovo Viber B1 nó được hàn chết trên bo sạc phía cuối đuôi máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần mic mic nghe gọi trên điện thoại Lenovo Viber B1, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý các bạn. Ở video này, ở di động cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay sửa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần mic mic nghe gọi trên Lenovo Viber B1. Ở video này, di động cao cấp.vn không nói về cách thay, không hướng dẫn cách thay mà chỉ đơn giản giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến phần mic mic nghe gọi trên điện thoại Lenovo Viber B1 như sau. Đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn thay mic, sửa lỗi hỏng mic trên điện thoại Lenovo Viber B1 có được hay không? Thì được, hoàn toàn được, rất nhanh thôi. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Sau đó quý vị các bạn chọn lựa, một là chúng tôi sẽ gửi mic Lenovo Viber B1 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện. Hai là chúng tôi sẽ các bạn gửi ngược máy đến các địa chỉ của chúng tôi. Chúng tôi thay xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai rất hay gặp đó là khi tôi thay điện thoại Lenovo Viber B1A42 hỏng mic thì có sẵn mic thay mới hay không? Thì hoàn toàn có sẵn, quý vị các bạn chỉ cần đến là thay mới. Tại thời điểm 221 này thì di động cao cấp.vn luôn chuẩn bị sẵn mic cũng như tất cả linh kiện khác trên điện thoại Lenovo Viber B1 thay mới quý vị các bạn khi cần. Sau khi thay, câu hỏi tiếp theo là sau khi thay mic của Lenovo Viber B1 thì chất lượng thay như thế nào, được bảo hành bao lâu? Thì đầu tiên là chất lượng thì hoàn toàn đảm bảo bằng thời gian bảo hành từ 3 đến 18 tháng. Thấp nhất là 3 tháng, nhiều nhất là 18 tháng khi quý vị các bạn mua thêm gói bảo hành, đủ thấy được cái chất lượng bảo hành của máy như nào, chất lượng mic thay mới như nào. Câu hỏi tiếp theo là khi tôi thay mic cho điện thoại Lenovo Viber B1 thì các linh kiện khác trên máy có bị ảnh hưởng hay không? Không ảnh hưởng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bất cứ gì vì nó tách biệt ra khỏi bảng main. Trên đây là một số những cái thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới mic cho điện thoại Lenovo Viber B1 đang được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để được kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Lenovo Viber B1 hàng đầu hiện nay.